Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Motion ATM. Lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật với anh em về đánh giá của Bitcoin cũng như là các altcoin tốt như là Bitcoin Cash và Ethereum ha. Và với chủ đề là Bitcoin nó đã điều chỉnh xong và nó đã quay trở lại trên tăng rồi anh em. Ok, và nếu đây là lần đầu tiên mà anh em biết đến Motion ATM thì hãy nhấn đăng ký và nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không để nên chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay. Với việc chúng ta sẽ quan sát biểu đồ giá của Bitcoin ở trên TradingView. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát ở trên biểu đồ khung ngày. Như anh em thấy là trên khung ngày, anh em thấy được là Bitcoin nó đang ở trong một xu hướng tăng rõ ràng ha. Với các đáy sau này nó cao đáy trước, đáy sau nó cao đáy trước và đỉnh sau nó cao đỉnh trước ha. Nó hình thành nên có cái cấu trúc tăng dài hạn anh em. Và hiện tại thì Bitcoin sau khi mà nó đã phá vỡ, anh em thấy là cái đáy ngày hôm qua nó đã phá vỡ cái vùng giá sideways của Bitcoin ở trên khung khung ngày ha. Bởi vì là nó đã phá vỡ, nó đóng nén phía trên cái cạnh trên của cái hộp này ha. Nó đóng nén ở mức giá là 10.671. Nó đã đóng nén ở phía trên cái mức giá cao nhất trước trước đây mà nó đã hình thành trong cái khoảng thời gian nó sideways ha. Ok, và trên trên không ngày thì nó vẫn đang là trên tăng ha anh em. Bởi vì là cái đáy, cái vùng mà chuyển giao xu hướng của Bitcoin trên không ngày nó chưa bị phá vỡ. Đây là cái vùng đáy dẫn tới đỉnh cao nhất của Bitcoin ở trên không ngày. Và trừ khi nào mà nó có cái vùng này nó bị phá vỡ bằng một cú bằng một cái nến thôi, nó phá vỡ, nó đóng nến phía dưới cái vùng này thì cái vùng này mới bị phá vỡ và Bitcoin nó chuyển sang xuống giảm hơn. Còn ở hiện tại thì Bitcoin nó vẫn sang đang xuống tăng ở trên khung ngày hay đây. Và chúng ta thấy được là chúng ta sẽ zoom vào khung H4 là khung nhỏ hơn ha. Đây khung nhỏ hơn, anh em sẽ thấy được là Bitcoin nó đã phá vỡ cái vùng đỉnh dẫn tới đáy thấp nhất, đỉnh dẫn tới đáy thấp nhất của Bitcoin trên khung H4 trong một cái xu hướng giảm. Nếu mà cái vùng được và cái vùng đỉnh này được gọi là cái vùng mà chuyển giao xu hướng, chuyển giao xu hướng anh em. Và hôm qua thì cái cây nến 7 giờ tối ngày hôm qua ha, nó đã đóng nén phía trên cái vùng này, cái vùng kháng cự ha, được gọi là cái vùng chuyển giao xu hướng bằng một cái lực volume này, bằng cái nến volume nó rất là lớn ha, nó lớn hơn tất cả các cây nến phía trước trước đó ha. Ok, và nó chứng tỏ được là cái vùng mà chuyển giao xu hướng này nó đã bị phá vỡ và cái xu hướng của Bitcoin nó đã quay trở lại, đó là trên tăng ở trên cái khung H4 rồi anh em, khung 4 giờ. Và anh em thấy là nó đã bùng lên cái mức giá đó là 10.800 rồi, đúng như mức kỳ vọng ở cái video tuần vừa rồi mình đã có làm ở trong ngày chủ nhật đó, là mình dự đoán là tuần sau là tuần này mà nó sẽ chạm cái mức là 10.800 để cái họ để chạm cái mức mức 1.618 ở trong sóng sóng 3 của sóng Elliott ha. Và anh em thấy là nó đã ở chạm mà tối qua là cái râu nấy này, cái mức giá cao nhất là 10.839 thôi. Và hiện tại anh em mình nghĩ là nó sẽ quay trở về, nó retest lại cái vùng này một lần nữa và thành setup thì chúng ta sẽ vẫn long lên anh em, chúng ta sẽ mua lên. Như em thấy là hiện tại nếu mà cái nến H4 này ha, nó đóng nến vào 7 giờ tối hôm nay, nếu nó đóng nến là một nến biên ba tăng á thì chúng ta vẫn có thể long được anh em. Với cái setup đó là setup phải chi tăng này, đây cái nến MR3 và bọc IC3 phía trong, cái nến thứ ba là cái nến hiện tại nó phá vỡ xuống nhưng mà đóng nén là một nén in ba tăng á, chúng ta vẫn có thể long theo cái setup này ha. Ok, đây là cái view chúng ta sẽ trong thời gian sắp tới, mình sẽ mua lên ở trong cái khoảng vùng giá hiện tại ha. Đây là cái vùng hỗ trợ hiện tại và cái mục tiêu tiếp theo chúng ta sẽ đặt vùng phía trên này, đây là vùng kháng cự phía trên này và cái vùng này là 11.264 đến 11.460 ha. Có thể chúng ta sẽ view Bitcoin nó sẽ bơm lên cái vùng này ha để hoàn thành sóng năm của sóng Elliott. Và sóng Elliott thì mình có vẽ trong cái video trước đó. Và video này thì mình sẽ luôn cập nhật cái sóng Elliott ở trong cái channel VIP của team mình ha. Và channel VIP của team mình thì team mình có một channel VIP ở trên Telegram, anh em hãy tham gia với team mình nhé. Anh em hãy search trên Telegram mà search icon Motion ATM enter thì nó sẽ là một cái kênh channel của team mình. Trên đây sẽ có các cập nhật cũng như các sự kiện ha của team mình sẽ giúp anh em kiếm lợi nhuận. Và hiện tại thì đang có cái sự kiện, đó là sự kiện trading, và hôm nay là ngày cuối cùng để kết thúc sự kiện này anh em, kết thúc là ngày 15 tháng 9 này, 11 giờ 59 phút tối nay, với giải thưởng là đang đến 70 triệu Việt Nam đồng ha. Và anh em ấn vào đây để xem cái chi tiết về sự kiện này và nạp tối thiểu 100 đô là sẽ được tham gia sự kiện. Ok, và anh em muốn tham gia vào channel VIP của mình á thì hãy tham gia group chat và sẽ được cái admin hướng dẫn vào channel VIP không. Hoặc anh em có thể là search trên Telegram là search account Vigo 3008 ha. Anh em enter thì nó sẽ ra cái account của mình, sẽ ra cái account của mình và mình sẽ trực tiếp hướng dẫn anh em vào channel VIP ha. Trên channel VIP sẽ có các mod cũng như là sẽ có mình và cái admin sẽ hướng dẫn anh em chơi margin ha.
nên em thấy là hôm nay thì mình đã có xe cho anh em hai lạy, nhưng mà nó chưa khớp với lạy mà nó đã đạt mất chút lời, đó là 100%, hơn 100% rồi ha. Và hai cái kèo này mình rất là tiếc nè, kèo này không khớp đã chạy nè. Đây là một kèo mà mình đây có rất là nhiều kèo cho anh em. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cái đồng Ethereum hơn. Như anh thấy là Ethereum nó vẫn đang chạy ở trong một cái được gọi là cái kênh giá của mình đã bày sẵn đây. Nó chưa có phá vỡ cái kênh giá này, và hiện tại nó đang chạy con sóng 1 và sóng 2 thôi, nó chưa có chạy con sóng 3 bởi vì là nó chưa có break ra khỏi cái vô kênh kênh giá này. Nếu mà nó break ra khỏi cái kênh giá này thì cái mục tiêu mà mình nghĩ là nó sẽ chạm cái mức giá là 1.68, ở cái mốc Fibonacci 1.68, ở mức giá là 413 đô một Ethereum thôi. Và hiện tại thì cái trend của Ethereum nó vẫn chưa chuyển sang trend tăng anh em, bởi vì là cái đây là cái đáy thấp nhất hơn, và đây là cái đỉnh dẫn đáy thấp nhất của Ethereum ở trên con mắt 4, và cái đỉnh cái vùng này, cái vùng chuyển giao xu hướng là nó chưa bị phá vỡ ha. Anh em thấy là nó mới bùng lên tới mức giá là 390, 389, và nó đã đâm xuống lại rồi, nó chưa phá vỡ ha. Cho nên hiện tại chúng ta vẫn chưa có thể là mua lên theo xu hướng của Ethereum ở trên con mắt 4 được anh em. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash. Nhưng mà cái mình nói với anh em luôn là cái cấu trúc của Ethereum trên hộp 4 nó đã chuyển dần sang cái cấu trúc tăng hơn, với các đáy sau là nó càng đáy trước và đỉnh sau nó càng đỉnh trước này, nó đã chuyển dần sang xuống tăng rồi này. Và nếu Bitcoin mà chúng ta mua lên thì chúng ta nên tranh thủ chúng ta long thêm cái đồng Ethereum này nữa để chúng ta đạt được cái mức lợi nhuận tốt hơn ha, tốt hơn. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash này. Đây Bitcoin Cash anh em thấy là được đó, là Bitcoin Cash thì nó vẫn chưa có phá vỡ cái vùng giá hiện tại ha. Nó đã phá vỡ cái vùng giá sideways rồi, nhưng mà cái xu hướng thì nó vẫn chưa chỉ chuyển sang xuống tăng được, cho nên chúng ta vẫn canh, chúng ta short xuống thôi. Đối với cái đồng Bitcoin Cash này chúng ta canh short, nhưng mà chúng ta nên nhìn cái đồng thêm cái gì cái đồng Bitcoin ha, bởi vì Bitcoin là nó đi đầu trong cái thị trường này, cho nên chúng ta nếu mà chúng ta long Bitcoin thì Bitcoin nó sẽ lead theo các cái đồng on-chain tốt như là Bitcoin Cash và Ethereum, cho nên chúng ta sẽ không có short cái đồng Bitcoin Cash này hơn em. Và hiện tại thì các cái kèo thì mình sẽ liên tục update cho anh em ở trên cái channel VIP, và nếu muốn tham gia channel VIP thì hãy tham gia với team mình hơn. Ok, và sắp tới thì mình sẽ nghĩ đó là Bitcoin nó sẽ bám cái kênh giá tăng để nó bơm tiếp hơn, và mình sẽ long long theo cái setup này nếu mà nó nén 7 giờ tối nay là một cái nén pin bà tăng ha. Ok, và video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay ngày 15 tháng 9 là kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh chị tham gia vào group Merchant ATM thì hãy tham gia một cách là scan mã QR code trên màn hình, hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram cách là search a cộng Merchant ATM để tham gia nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.